Chào mừng quý cô anh chị và các bạn đến với channel của Gà Con Siêu Quậy. Rồi, mới vừa vệ sinh rửa sạch sẽ các bạn ơi. Dọn sạch sẽ, rửa dọn dọn. Bây giờ có nắng lên rồi ha. Nắng lên là mấy con gà rồi nó có chỗ ánh nắng sáng hết. Thì cái dàn gà hôm bữa quay đăng lên Facebook mà bán hết hai đợt đợt luôn các bạn ơi, bây giờ thấy trống trải rồi. Có hai gà nội gì người ta gửi bán nữa. Rồi, bây giờ thì rồi cũng đang còn trống nhiều lắm, từ từ mình xây lên các bạn ơi. Thì bây giờ mình qua bên chuồng chim cô gái đi, mình trả lời một số câu hỏi của các bạn, cũng như mình biết gì mình chia sẻ nấy nha. Rồi, nó đang kêu gỗ quá trời à. Mình mới xây thêm hai cái, mới dựng thêm hai cái nè. Cái này gọi là dựng chứ không phải xây các bạn, xây người ta xây xây gạch xây xi măng rồi đẹp đẽ nha, con này mới gọi là dựng thôi, chứ như dựng đơn sơ thôi. Coi bây giờ thì mình đi qua bên kia đi, nó dễ nhìn hơn đó các bạn. Nghe nó gù gáy quá trời ha. Nhà máy xì mà này theo mình cũng gần 6 năm rồi. Nếu nào kiếm gà trống về cho nó hù khủng mỹ. Mà sao gà trống mình nuôi nó khó, đem con gà xe ma này khó nuôi, phải trong ấm đèn với tránh gió đồ kỹ gà nó các bạn. Còn gà mái xe ma này của mình, theo mình gần 6 năm trời mình thả lan cái gì đó mà nó không khỏe lắm. Còn mấy gà mái, còn mấy gà trống rụi hết à. Rồi bây giờ thì nó hôm bữa mình không có che chắn, bây giờ nó đẻ nó cái nhiều quá, mình che chắn lại bớt cho nó cảm giác an toàn á các bạn. Cảm giác an toàn thì nó sẽ dễ đẻ hơn đó. Con còn trống ở trong tổ gù gù rồi đó, túc 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 gáy ăn kêu máy lại đó. Rồi thường thường thì các bạn hỏi vào comment hỏi thì mình đều trả lời hết nha. Rồi nhiều khi công việc bận quá mình trả lời không, mình quên á, thì công việc nhiều quá cái mình quên. Hôm khi các bạn hỏi bên Zalo Facebook này cũng nhiều lắm. Rồi khi công việc luôn cái quên các bạn ơi, quên cái lay quay cái ngày qua ngày trả lời chậm trễ. Khi thường thường mình hỏi mà trả lời chậm trễ thì mình cũng nói chung là cũng cảm thấy như cái không được vui ha. Những ông này không chảnh chẹ hay gì không trả lời mình, thật sự các bạn là không có nha các bạn ơi. Mình rất thích các bạn hỏi và mình biết gì mình chia sẻ cái nấy à. Còn nhiều khi những câu hỏi mình không biết các bạn, mình phải chờ thời gian để mình với mình đi hỏi thêm một số anh em có kinh nghiệm rồi mình sẽ trả lời các bạn. Chứ không biết mình trả lời tầm bậy tầm bạ thì nó ra tầm lum tá la nữa. Mình trả lời thì cái gì mình biết phần trăm nó chính xác thì mình trả lời, chứ không biết chính xác trả lời bậy bạ nữa. Mình không, nhiều khi không có trả lời kịp thì các bạn cũng xem những clip đó. Tới là mình cũng trả lời trong những clip nha các bạn ơi. Đó. Rồi thì dấu hiệu nhận biết của con chim cu nó bắt đầu sinh sản các bạn. Đây là con trống, nó sẽ vô ổ, nó túc 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 kêu ổ gì đó. Các bạn nhìn. Đó. Các bạn đừng tưởng nó là con mái. Con mái từ từ, đừng tưởng con mái nằm trong ổ nha. Thường thường là con trống lúc
mà gần bắt đầu sinh sản là con trống nó vô không à. Đó, thường là nó vô, nó vô nó túc ổ, con máy chỉ việc lên nằm đẻ thôi à, còn nhiệm vụ thay gác làm tổ con trống làm hết à. Đó các bạn thấy. Ồ, đá liền ha. Đại tổ của nó ấp đá liền. Thấy hai con chim chim cu nó gần gũi nhau. Nó gần gũi nhau rồi. Thường thường con mái á nó ưa mổ mổ ghĩa lông trên cái đầu con trống lắm. Hai con âu yếm ghĩa qua ghĩa lại. Bắt đầu đẻ thì con trống nó thường lên tổ nó kêu gì đó, rồi nó tha gác lên. Rồi con mái cũng bay lên, hai con bay vô bay ra. Đó. Thì khoảng trong vòng tuần lễ trở lại là nó đẻ. Và ban đêm khi các bạn nhìn thấy một con nó nằm trong ổ nó ấp là chứng tỏ nó đã đẻ rồi đó các bạn. Thì khoảng 14 ngày sau các bạn dòm xuống cái tổ. Đây, có mình chứng cho các bạn luôn, dòm xuống cái tổ thấy cái vỏ. Đây, thấy cái vỏ trứng như thế này. Đó, thì chứng tỏ chim cu gáy con nó đã chào đời. Rồi. Thì khoảng một tuần sau các bạn lên và bắt cái tổ đó ra, lấy đôi chim con nó ra nuôi là ok nhất. Tại vì trong tuần đầu tiên là nó phải bắt buộc phải có sữa diều của bố mẹ nó nha các bạn. Sữa diều là cái sữa nó tiết ra trong cơ thể của con mẹ nó, trong cái bầu diều á, tiết ra chất sữa đó để nuôi con đó. Thì sữa đâu ngoài mình không có đâu, cho nên các bạn đừng có bắt sớm, ba nuôi rất khó. Mình thấy nhiều clip anh em con chim mới nở luôn nuôi sống, nhưng mà cái thật cái đó mình cũng không có tin tưởng cho lắm nha các bạn, tại vì khó lắm nha. Sữa diều ở đâu mà có, pha loãng thức ăn không có được, cũng không có được đâu các bạn ơi. Mình thì nói thiệt với các bạn, làm một cái clip như vậy thì rất là dễ, nhưng mà không biết là có độ chính xác hay không. Mình làm thì vẫn được thôi, nhưng mà mình đã không có nuôi được, tại sao mình làm các bạn, mình làm vậy rồi khi các anh em mới chơi không biết, chim cu mới đẻ mới nở được một hai ngày cái đi bắt nó nuôi rồi là chết, tội nghiệp nó nữa. Cho nên cái gì mình nuôi sống nuôi được mình mới dám làm và dám chia sẻ cho các anh em. Chứ khi các bạn thấy cái tổ chim ở ngoài thiên nhiên rồi thấy phát hiện mới vừa nở đổ hồ, con chim cu gái mới vừa nở có mồm đổ hổng một hai ngày, cái các bạn sợ quá sợ người ta phát hiện người ta bắt rồi nó cái hốt về nuôi không được, rồi tội cho đôi trẻ nữa. Tại vì rất là khó nuôi, trong tuần đầu tiên là nó bắt buộc phải có sữa diều của bố mẹ nó. Tiết ra để nó nuôi con nó trong cái thời
trong cái thời kỳ mà nó phát triển đó. Cái đồi này mình cũng sắp bắt ra rồi các bạn ơi, 2 ngày nữa thì nó nở hổng dài, cũng 4-5 ngày rồi, có trứng thì nở 5 ngày, có trứng thì nở 4 ngày rồi, thì khoảng 2 ngày nữa mình bắt ra nuôi là vừa. Chứ tội tình gì bắt ra nuôi sớm các bạn, nuôi sớm quá cũng không được mà nuôi trễ quá cũng không nên, trễ quá thì nó nhát đó các bạn, gặp bạn như gặp kẻ thù vậy đó, nhát nó bay nó chạy không. Còn nuôi sớm quá thì nó khó khăn, với cho dù nó có sống thì nó cũng còi cọc. Tại trong vòng từng đầu tiên là sữa diều của mẹ nó rất là quan trọng, giống như là sữa mẹ rất tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ gì đó các bạn. Đó rồi nha, đó là những dấu hiệu của nhận biết những chim cu bắt đầu sinh sản và khi nào nó đẻ và khi nào nên bắt con ố lông, khi nào nó đẻ rồi nha. Đó là dấu hiệu của những rồi nha, mình xin nhắc lại một lần nữa là hai con chim nó âu yếm với nó bay ra vô cái tổ nó thay gác là tôi lui là trong vòng là bắt đầu nó sắp đẻ rồi đó, trong vòng ăn từng trở lại thôi. Thường là bao ngày à đẻ rồi thì các bạn biết khi biết nó đẻ hay chưa là thấy giấc tối các bạn thấy nó nằm trên nổ nó ấp á, đã đẻ rồi đó. Thì trong vòng 14 ngày sau các bạn các bạn nuôi ở nhà thì các bạn thấy ở dưới cái tổ nó sẽ có vỏ trứng, còn ngoài thiên nhiên thì các bạn trên 14 ngày là bắt đầu nó nở rồi đó. Thì từng sau nữa là 7 ngày sau nữa các bạn cứ lên bắt đi, đảm bảo với các bạn là cái đôi chim cu đó vừa nuôi luôn, giờ nuôi rất tốt rồi nha. Bây giờ thì mình qua bên cô Pháp chia sẻ một chút xíu nha các bạn ơi. Rồi mình biết tới đâu thì mình chia sẻ cái đó, cái nào mà không đúng hay sai sót gì anh em vô mình chia sẻ, vô anh xem vô góp ý giúp mình nha. Thì mình chơi chủ yếu là anh em chia sẻ giúp đỡ tiếp thu nhiều kinh nghiệm hơn thôi. Đây là một đôi cua Pháp dấu hiệu sắp đẻ nữa các bạn. Đây đó, con trống đang nằm trên tổ, con mái đang ở đây đó, con trống đang nằm trên tổ gù ghiếc tối ngày. Thì nó cũng tương tự như cô gái thôi các bạn ơi, đó nó cũng sắp đẻ nữa, nó gù suốt luôn. Hai con này thì nè, nó âu yếm tối ngày, nó ghĩa nó chảy chuốt cho nhau. Sao con này ta đang nói mà không đi vô nha, không đi vô bắt gẫn cái chồng mày kìa. Đó, thường hai con nó âu yếm thì các bạn cũng nuôi, các bạn luôn cặp thì các bạn thấy rồi. Rồi ở trên đây con nữa đó, nó trên đây con nó mới gù nữa nữa nè. Đó, còn con kia trong tổ rồi đó, cái hai con cứ như vậy. Hai con cứ như vậy là sắp đẻ nữa. Thường cái loài cu ngọ con trống là lúc nào nó cũng ra lăng các bạn ơi.
Còn hai cái tên này nuôi hoài chưa thấy sinh sản. Chim sẻ Bắc Mỹ. Cuộc sống thì rất là ok luôn, nhà cao cửa rộng luôn, quá trời thoải mái luôn mà không chịu sinh sản. Đó, có cây cối, cây xanh, vườn rộng đầy đủ hết. Đây nữa các bạn. Đó, thường thường đó, thường thường chim trống là nó cái vô tổ vậy đó, vô tổ nó nháy cánh túc. Máy đang ở đây nó chống vô tổ. Đây đang cặp nữa, nó chống vô tổ túc. Túc nó gù con máy vô, thì con nào bay vô mà âu yếm ghĩa lông cổ lông đầu với nó đó, là một cặp của nó đó, thì nó vẫn đẻ vậy. Ngày đẻ ngày nở ngày bắt ra cũng y chang như cô gái nha các bạn ơi. Rồi, mà chim cô Pháp này nó dạng lắm. Nó dạng hơn bồ câu nữa các bạn, vô cầm nắm nó thoải mái luôn. Cô ngói của mình hồi đó lúc trước nó cũng đẻ đâu 2-3 lần luôn à. Bây giờ đem về đây nó chưa có đẻ lại. Cấp trước nó không có trống mà nó vẫn đẻ các bạn. Nó đeo theo cụ Pháp vài luôn mà cụ Pháp đâu có đạp nó đâu, đẻ ra không có trống. Rồi mình để nó cho nó ấp mấy trứng cô gái không à. Mấy trứng cô gái bỏ để mình cho nó ấp. Rồi thì mấy ở sau này mình nuôi thì mình có bắt cặp hết ha. À, bắt cặp hơi riêng riêng hết cho nó dễ sinh sản hơn các bạn ơi. Cái này mình ghép khác tổ. Thì chim cu gái thì nó không có vụ là trùng huyết gì vậy đâu, ghép cùng tổ vẫn đẻ. Nhưng mà tại mình ghép khác tổ cho nó cảm thấy nó đẹp đẽ với lễ giáo hơn. Còn như ở trong đây, nhưng trong đây nuôi nhỏ lớn quen rồi, với giờ dòm nó giống hệt theo giờ bắt lỡ có bắt ra phân cặp, lắp bắt ra phân cặp nó cũng lâu đẻ lắm các bạn ơi. Nó quen cái này rồi bắt ra những phân cặp, những cái chuồng nhỏ hơn nó cũng khó đẻ lắm, lâu đẻ lắm. Vậy chẳng thà mình bắt nuôi cái cặp mới cho nó lẹ hơn. Với phần mình bắt sợ giống như đang đôi vợ chồng nó đang sống hạnh phúc, nhiều khi mình bắt không phải đôi vợ chồng nó đó, nó cũng khó đẻ lắm. Cho nên mình để vậy luôn. Thường thường là chim, cái loại chim cu vậy các bạn, nó bắt một cặp nó bắt là nó sống với nhau hoài à. Đó, nó sống với nhau hoài luôn, chứ nó không có chịu con máy khác chứ, chịu con trống khác đâu. Thường thường con này như con sống với chung thủy bị rồi chết rồi mới lấy vợ mới chồng mới thôi à. Đó vậy đó. Rồi thì video mình xin kết thúc tại đây nha. Nằm nó phơi nắng hết rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi video của mình. Chúc tất cả mọi người luôn có được những phút giây vui vẻ, một gia đình hạnh phúc, một sức khỏe dồi dào nha. Bye bye và hẹn gặp lại clip tiếp theo. Bye bye. Nhớ bấm like và subscribe, đăng ký ủng hộ mình nha.